Mẹ về rồi nè mấy đứa ơi. Cả nhà đâu rồi? Thì ra là anh. Hôm nay là ngày kỷ niệm lần đầu tiên hai vợ chồng mình gặp nhau. Ông có nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau á là ngày nào không? Nhớ chứ. Là một ngày đẹp trời. Đúng. Anh có mời tất cả bạn bè của em tới đây nữa. Ủa?